our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Mẹ con em đi Costco cũng gần Tết rồi, thấy Costco ở Cali á, bán nhiều mặt hàng cho cộng đồng người Việt Nam mình đón Tết lắm. Mẹ không biết là ở Costco ở Florida có mấy cái người ta có bán cây mà để mình trưng Tết không á. Nên hôm nay em vô coi quay sẵn quay cho mọi người cùng coi. Vừa vô cổng, nhân viên có phát cho mình một tờ báo nói là Big Game xếp cái gì mà bán tivi nè, em không biết là có giảm giá không nữa. Hả? Như hồi bữa giờ em đi Costco là không có thấy nhân viên người ta đưa giá nha, đưa mấy cái tờ giấy nè. Bữa nay thì có offer được ốp được 500, ốp được 30. Nhóc con em rất khoái em. Cái tivi đó nó cũng đang giảm giá mọi người. Cái thùng này nó chắc lắm mà mọi người, đựng đồ không có bể. Giảm giá có 1 đô. Robot lên ốp nhà cửa. Giá điện thoại iPhone 15 Max Pro cũng ngàn mấy nha mọi người. iPhone Pro thì ngàn. Samsung Galaxy từ 1200 cho tới 1400 luôn. Mới ra Samsung Galaxy 24 mới nè. Dạ, dạ, thank you. Còn cái clip ông nhỏ thoải mái tay chân. Hôm nay Costco có nhập về dài Puma 30 đồng một đôi. Wow, cái đôi dài này có 5 đồng một đôi rồi mọi người. Thôi nè, bên đây thì dép 9 đồng một đôi dép. Dài còn vòng kho sao bán có 5 đồng mọi người nè, mà dài size 6.5 à, 6 chấm tới 6.5 à. Số lượng có hạn, ta mua gần hết rồi. Giờ ai mà chân nhỏ mới có thể mua được mấy đôi đó, chân lớn là hết mua được rồi. Trời mát lạnh đi vô mùa hè nên người ta đổ ra người ta bán mấy đôi dép Lào trở lại. Đôi này cái đôi đế nó mang im đó mọi người, 15 đồng một đôi.
Rồi, con lại kiếm mấy cái chỗ gian hàng người ta cho ăn đồ thử đó. Con lấy gì ạ? Bắp khô. Kìa đây Trinh. Ôi, bánh chét bơ. Rồi con lấy cái gì nữa vậy? Hay là đang thử cái gì vậy? Ở bên đây người ta cho lại cho thử đồ ăn nữa, mấy cái bánh nướng nè mọi người. Em cũng bon chen ăn thử mọi người. Có nhiều cái mình thấy ngon thì mình mua về cho con mình ăn. Anh được không? Ăn này mau mập chết luôn. Đây là giải cà phê của Costco. Hôm nay ông cho súp hay gì à? Cà phê à? Cà phê đen của Mỹ. Thường á, những người mà người ta cho đồ thử đồ á, là những cái mặt hàng đó cũng sát sát gần gần người ta á, mọi người. Mình thử xong mình thấy uống được cái mình mua luôn. Rồi uống cà ly cà phê của Mỹ mà không có đường, không có sữa, giờ uống xong này bón luôn, em nói thiệt luôn. Mai là không có pha đậm đặc, không pha đậm đặc chắc chết, tỉnh ngủ bữa nay luôn. Các bà ở trên bà cũng lấy thử và uống, bà nói không ngon, bà cũng bỏ vô thùng rác luôn. Mà em thử rồi uống cho nó tỉnh ngủ, chứ cái vị cà phê thì nó không có được ngon. Giờ tới bà qua loạn qua đây bà ăn thử bánh. Nãy bà bác đó bà thử cà phê không ngon bà bỏ lại. Bà đổ luôn thùng rác mà. Wow. Wow. Nguyên cái nhà kho luôn mọi người. Wow, nó tiện quá hay Đình hả? Rồi, lóc luôn hả? Cũng bự á, đẩy ra Đình, chui vô. À, với chị. Cái này để người ta đựng đồ đồ làm giường nè mọi người. Thôi ném mày coi coi. Ô, bên trong cũng bự quá à. Cái này được căn nhà ở tạm luôn á mọi người, dựng xuống cái bỏ trong nhà ở ngoài sau hè. Này ngủ mùa hè được, thấy quạt máy được. Mùa đông thì là ngủ cũng được, mùa đông thì khỏi cần quạt máy, không có sợ nóng. Giá tới 1.500 luôn. Nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quẹo qua quầy rượu. Lúc nào mà lễ lộc gì trước Valentine là Mỹ cũng bán trước 1 tháng hết trơn. Hôm nay Costco có nhập về bông cúc 12 đồng một chậu cúc cho mình trưng Tết. Bây giờ mua biết có sớm quá không ta. Ủa có hình như có cái bao lì xì luôn rồi mọi người. Chợ Mỹ chứ cũng hưởng ứng Tết China New Year đó, mọi người thấy không. Mua xong tặng bao lì xì. Wow,
Tại cái này nãy cái nước này người ta nói là không có đường mà con, phải chua thấy bà luôn. Trời nó thiệt nha, nhiều khi á ở mình đi chợ người ta cho mình uống thử ngon thì mình mua, còn thấy không được thì mình coi như mình thử cho biết mọi người. Chứ mà hả, cứ thấy ai uống ngựa ngựa muôn kết về, vừa tốn tiền mà về uống không được nữa. Như cái này chua quá mọi người, mai làm em lựa cái gì chè đó, mango á, mà uống chua quá. Thằng nhỏ nó lựa blackberry, nó uống nó nhăn mặt luôn. Ai mà sợ mập thích chua không có đường thì mua cái ly để uống được. Còn đây là không gian bán giấy, tất cả các loại giấy, giấy sút, giấy đi cầu, giấy gì cũng có. Đi chợ ở Mỹ nó rộng như một cái nhà kho vậy đó. Còn đây là mấy cái like, nước ngọt với nước trái cây. Bên đây này anh, trong Costco có bán cà phê Hàn Quốc, giá của nó là 15 đồng 49, cho là 16 đồng nữa đi. Đây, uống trước tháng 8 2024, cà phê Hàn Quốc. Ê Linh, cầm giùm mẹ coi. Mua về uống thử, nhiều khi mình ngày nào đó làm biếng pha cà phê, uống cà phê bịch, cà phê phin thì lấy cái ly này ra uống thử mọi người. Em thấy đa số cúc là chắc người Việt Nam mình, châu Á mình mua nhiều về tân chân Tết đó mọi người. Kìa, các bay cho ăn đồ ăn thử của cái lai trong này nữa nè mọi người. Ây đền, ây đây, mấy cái này là đồ của cho người Mỹ người ta ăn. Ăn với salami là cái gì vậy? 12 đồng một hộp. Good. Bên đây cũng đang cho đồ ăn miễn phí tiếp. Em hôm nay vô định kiếm cánh gà ướp sẵn mà sao không thấy ta. Thấy toàn là sườn không à. Nhân viên người ta đang làm bên trong. Rồi. Ở đó bao quất cho ba con gà luôn. Em nói thiệt, gà của người Mỹ người ta ướp thấy nó hơi lạc quá, nó không có được ngọt, không có được ngon vậy. Bên đây thì là cho ăn chi. Trời ơi, thử chi chắc mập quá. Hi, thank you. Ôi, hôm nay em đi kiếm đùi gà ốp sẵn mà không có mọi người ơi. Đùi gà, cánh gà, đồ biển. Trời ơi, cái này ở ngoài biển Florida quá trời luôn á. Nó nhỏ hơn phân nửa con này à. Này là nguyên một bọc, như đây là 13 đồng mấy, 14 đồng. Cái loại đó thì người Mỹ họ thích ăn nhiều hơn. Người châu Á thì thích ăn lem, ăn nghêu. Cá salmon đâu có giảm giá đâu, thấy người ta đứng lựa đông quá.
20 đồng nữa một con. Đây, cá diêu hồng ớp muối sả ớt hết sảy luôn, 15 đồng 4 con, tới 3 đồng một phao. Bánh truy lăng 13 đồng cái mọi người. Trời ơi, nó bự bằng cái dĩa luôn. Không biết ngon không nữa, chỉ có sợ này ngon thì ăn được, chứ nó đồ Mỹ thì làm hơi bị ngọt. 13 đồng. Này mà mọi người mà có ăn ở trong Costco rồi cho em biết coi nó ngon. Bánh chi mà là bánh lăng chi nha. Có ngọt, con không biết có ngọt lắm không nữa. Cái này ăn qua biết nếu nó ngon, nói cho em biết để em mua nha. Wow, dưa hấu. Bộ mấy người này biết gần tấp tới Tết Việt Nam hay sao, bán trái dưa hấu 10 đồng mọi người. Trời ơi, cái trái dưa hấu. Ê Linh, cầm nó đi Linh. Đó, cái trái dưa hấu bằng hạt cái bụng thằng nhỏ, lớn hơn cái đầu con em chút xíu, 10 đồng một trái. Dưa hấu bên Mỹ mắc không mọi người? Tới Tết mà thèm ăn dưa hấu mà 10 đô trái, 200 mấy trái nhỏ xíu. Còn đây dưa hấu biết loại gì nữa, nó bán 2 trái 9 đồng. Wow, đu đủ 5 đồng một trái. Cũng hên nhà em có đu đủ nên năm nay có đủ rồi. Giờ chỉ có mua cầu dừa thôi, đủ xài là đọc đủ có rồi. Em thấy chợ Mỹ mà bán về mà trái cây Việt Nam á, lúc nào cũng mắc hơn mấy cái trái ở đây, cây đi có sẵn trơn. Quá trời mắc luôn. Hỏi sao bà con về Việt Nam thích ăn trái cây Việt Nam á, ngon bổ rẻ. Dâu tám đồng nhiêu đây, hộp này nó nhỏ hơn bên xem lớp thì 9 đồng. Xem lớp thì giống như là hai hộp này nhập lại là 9 đồng, mà sao ở đây nó bán tới 7 đồng nhiêu đây. Red Cherry 12 đồng một hộp. Lụ người ta làm ly sẵn, người ta đập ra người ta bỏ vô ly, 4 ly như vậy là 8 đồng ly bà, coi trời ơi, ly bằng chưa được nửa gang tay em nữa. Đó, 8 đô cho 4 ly lụ. Còn thanh long là khỏi nói rồi, hộp thanh long nó cho cũng trên 10 đồng á. Con đứng ở trong đây luôn đi, con tê chân con lúa con. Kiwi chín, kiwi vàng 9 đồng, kiwi xanh 37 đồng. Mứt chanh dây, ôi mờ ơi, bữa nay chanh dây làm thành mứt luôn. Ăn chanh dây vừa nuốt nước vừa nhai hột luôn, khô queo luôn. 10 đồng một bịch mứt chanh dây. Còn
ở bên đây thì có trái sung sấy khô 10 đồng một hộp. Sung và apple điện thùng, một thùng 6 đồng. Apple ngọt. Chanh 5 đồng một bọc. Cái này em quay cho má em bên Việt Nam coi nha, một bọc chanh. Một bọc chanh 5 đồng, 1 ký rưỡi. Ký rưỡi chanh 5 đô. Nho xanh Costco bán một hộp 6 đồng. Mà nho đỏ lại bán tới 7 đồng ta. 6 đồng 8 9 7 đồng, còn này 5 đồng 6 9 là cho 6 đồng. Nho xanh bán rẻ hơn nho đỏ. Ồ, còn nho đen nhỏ còn mắc hơn nữa mọi người. Nho đen đẻ thì một hộp như vậy là 7 đồng mấy cho 8 đồng luôn đi. Hộp nhỏ xíu. Rồi thêm nho đen nhỏ màu đỏ tới 9 đồng luôn. Đâu càng nhỏ nho càng nhỏ càng mắc. Bên đây thì bán noodle, mì gói đủ loại, nhưng mà mấy loại của nước ngoài chứ không phải là loại của Việt Nam. Cũng có bán phở nữa. Phía bên đây là bán chuyên bán giày thuốc vitamin, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc dưỡng da. Còn ở đây thì là phòng khám mắt và mua mắt kiến. Người ta đo mắt cho mình tốn tiền rồi mình mua mắt kiến ở đó luôn. Wow, đây 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 đây. Ồ, xà bông. Xà bông nhìn cho rất dễ thương mọi người. 10 đồng vô đây. Chắc bỏ xuống tạo bọt á. Dễ thương quá hả? Bông phấn. Cái này. Ồ, mấy cục bông phấn mà vô đây 15 đồng. Được bao nhiêu cục? 2, 5, 13 cục, 15 đồng. Bao tay ở trong Costco bán nè mọi người, 400 cái là 20 đồng. Đồ bịt mặt thì 8 đồng một hộp, 75 cái 19 đồng cho hai hộp bao tay 400 cái. Đó, hai mẹ con đi toàn là mua trái cây ăn chơi không à. Mình đi chợ Mỹ thì sẽ có hai like cho mình, một là nhân viên họ tính tiền giùm mình, hai là mình tự tính phía bên đó. Thường thì mấy cái like tự tính thì đứng xếp hàng lâu hơn, mà có nhiều người ta làm biếng tự tính đó mọi người, thì người ta sẽ qua mấy cái chỗ này.
cho nhân viên tính giùm. Rồi em thấy mình tự tính thấy nó tiện hơn. More. Giờ ra thêm công đoạn đứng xếp hàng cho ông đó Ken, coi mình mua giấy mua đồ có đúng không á hay là có ăn gian. Đó, và đưa tờ giấy cho người ta kiểm tra lại một lần nữa, người ta ken cái này và ta ken ở dưới. Coi coi mình có mua, mình bỏ dư hàng không, mình tính tiền không, mình bỏ dư đồ hoặc mình tính thiếu. Đủ thì ta cho đi, dư thì ta cho kia vô tính tiền tiếp. Đó, hôm đó ông đang đếm từng món á, đi mua ít thì nhân viên người ta đếm, còn nếu mua giữa tháng kia, mua nhiều thì nhân viên họ sẽ ken qua máy. Rồi xong rồi, họ gạch cái rẹt là coi như là xong. Là người ta kiểm tra đầy đủ mình được quyền ra. Hôm nay Florida trời mát luôn rồi. Hết còn lạnh cống rồi. Bà con mình quần xà lỏn ra đường là mọi người biết là không có áo lạnh luôn. Giờ này 4-5 giờ chiều mà khí hậu nó hơi hầm hầm. Nó nóng trở lại rồi. Bởi sau tháng 3 tháng 4 là có thể mua cây giống. Cây giống cây ăn trái về là trồng được rồi. Ở bên đây là bán rượu mạnh. Mở cửa từ thứ 2 tới thứ 6. Thứ 7 mở cửa cũng mở luôn, chủ nhật cũng mở luôn. Coi như tuần 7 ngày mở hết tới 6 giờ tối. Bán rượu mạnh tới 6 giờ tối. Nho màu đỏ chua chua ngọt ngọt. Nho xanh với nho đỏ là 5 đồng mấy 6 đồng hộp. Hai mẹ con ra mua xong khát nước quá ra ăn trái cây luôn. Nó hơi chua chua ngọt ngọt quá là có cái nào. Vô mùa cherry lại nè. Chuẩn bị có cherry vàng luôn. Giờ đang có cherry đỏ trước. Wow, cherry đó nó cũng ngọt ngọt chua chua giòn giòn luôn nè. Đẩy vô đó con. Ok, thank you mọi người đã xem hết video clip đi Costco của hai mẹ con em. Mọi người có thấy hay, có yêu mến gia đình em, mọi người xem xong đăng ký một like để ủng hộ tinh thần cho em quay tiếp nha. Tại vì công việc cũng bừa bộn nên lâu lâu em có đi đâu đó thì em chia sẻ những cái chỗ nào đó của Tampa bà Florida cho mọi người cùng xem. Nếu có chương trình nào hay mà em có thời gian đi em cũng quay cho mọi người xem. Cho mọi người ở mấy cái bang khác và gia đình em ở bên Mỹ, bạn bè Việt Nam em coi chung. Bye bye. Wow, phía trong đó bên tay phải em nguyên một dàn bông luôn, cái màu bông giống như màu bông cải vậy. Bông vàng khè luôn. Biết sao em thấy chim ở trên trời, sao nó cứ bay vòng tròn chất giữa trên trời quá trời. À, em vừa lái xe em vừa quay cho mọi người không coi được. Mọi người mà zoom gần sẽ thấy à. Sao con mấy con chim đó trên trời nó cứ bay vòng tròn nguyên đám đen thù lùi à. Jordan, there's so many birds. Nó bay lượn là làm. Hey Jordan. Are you telling me to go if I come into school now? Giờ em về tới nhà rồi. Em mở cái ly cà phê, cái thùng cà phê của Korea ra cho mọi người coi nè. Ở đây nè, ở kêu nè. Đây là không hút. Hãy vô uống lắc lắc lên. Nó bao rồi miêu.
để lạnh lạnh uống. Trong đây nó có 10 ly. Đó. Biết uống ngon không? Muốn thử, thấy bà con uống thử và mình cũng uống thử theo luôn. Chào các bạn nha, đây là cà phê bà xã mình mới mua nha, để uống thử xem sao nha. Lắc lên. Lắc 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 lên. Rồi, bỏ ông Phúc vô uống thử. Ở trong Costco bán á, của Hàn Quốc. Cảm giác nó ngon. Rất là vừa uống nha các bạn. Khỏi cần bỏ đường luôn. Béo không? Béo béo. Đồ ngọt vừa phải. Có cần thêm đá không anh? Khi vô uống cái này á. Cái này mình bỏ tủ lạnh rồi, khỏi cần bỏ đá luôn. Vậy là uống được không? Còn nếu muốn bỏ đá, quét cái lỗ này nè. Quá wow, nhiên đá vô. Anh nghĩ nó mạnh không? Nó mạnh như cà phê Việt Nam không? Mạnh hay không thì mình không biết nha. Phải đợi 5-10 phút nó thấm rồi mới biết nha. Nhưng mà hiện tại thì thấy ok lắm. Làm như ngậm kẹo á, đợi nó thấm 5-10 phút đó. Bộ cà phê mà. Vậy là uống được phải không? Uống giả chiến được. Thay vì không có cà phê tao bớt thì mình muốn thì mình uống. Đó, người thật Việt thật luôn đó mọi người. Để em quay lại gần cho mọi người coi lại. Đây. Không có quảng cáo mà thấy người ta nói uống được nên muốn thử. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người những video sau.